Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp, làm gì cũng nên. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người làm chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta nắm được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như là tình duyên của mình. Và không những thế, qua việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm Mạng trong năm 2022 này cũng sẽ giúp cho bạn biết được vận hạn của mình về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm Mạng, quý vị sẽ biết được sao hạn của năm để từ đó đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ tuổi Bính Dần có được tài lộc, công danh sự nghiệp như mong muốn. Trong phần luận giải về tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm Mạng, ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ cho quý vị về bức tranh toàn cảnh của quý vị trong năm mới Nhâm Dần này. Và qua đó thì thầy cũng chỉ cho tất cả quý vị cách hóa giải về lá số tử vi của tuổi Bính Dần để giúp cho quý vị thay đời đổi vận, giúp cho mình nghênh đón vận may và tránh những điều xui rủi. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vào nội dung chi tiết để chúng ta cùng đón xem và chiêm nghiệm nhé. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022, năm Mạng, dũng mãnh, đối đầu Thái Tuế. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1986, năm 2022 năm Mạng, có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh, cho nên lành ít giữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất đó chính là sự nghiệp và sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022 năm Mạng, hung cát, hung vận, Thái Tuế, Phi Đầu, Hoàng Phiên, Kiếm Phong, Phục Thi, Cát Vận, Phúc Lộc. Tổng quan, trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình tuổi Bính Dần năm Mạng không mấy khả quan. Nguyên nhân do phạm phải năm tuổi, hay còn gọi là năm Thái Tuế, đều là năm Dần cho nên là phạm. Bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn, và không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ, cho nên lành ít giữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nề nhất chính là sự nghiệp và sức khỏe. Đề nghị tuổi này cần phải mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa. Đồng thời, những gia chủ tuổi Bính Dần do bị phạm Thái Tuế, phạm vào năm tuổi, nên cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để hóa giải, giúp cho vận trình của năm được hanh thông và may mắn. Sự nghiệp, tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022 năm Mạng, dự báo vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dần sinh năm 1986 trong năm nay rất tệ, bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh như Hoàng Phiên, Thái Tuế. Công việc của bạn gặp rất nhiều bất ổn, bạn thường xuyên mắc sai lầm khiến cho chức vị hiện tại cũng khó mà giữ nổi. Bởi vậy, tuổi này cần phải phấn đấu nỗ lực hơn trong năm nay, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại. Tài vận, Thái Tuế và hung tinh Kiếm Phong khiến cho tuổi Bính Dần năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm, mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Đồng thời, tuổi sinh năm 1986 cũng không nên coi thường cuộc khủng hoảng do năm nay mang lại. Nhiều người thậm chí phải bỏ tiền túi ra để giải trừ tai họa. Vì vậy, bạn phải chăm chỉ kiếm tiền hơn trong năm nay. Nếu không, bạn có thể rơi vào khủng hoảng tài chính bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Bính Dần cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy hộ thân, Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật. Khi mang theo bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi. Đồng thời, Minh Quang Pháp Bảo còn giúp cho gia chủ tăng cường quan vận và khai mở cung tài lộc, từ đó giúp cho sự nghiệp bền vững, tiền bạc ùn ùn kéo về với gia chủ tuổi Bính Dần. Tình cảm, vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình. Mặc dù đây là năm tuổi của bạn, nhưng Thái Tuế không có tác động lớn đến tình cảm. Vì vậy, tuổi Dần chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được. Nhưng xét cho cùng, trong năm 2022 cũng lắm trắc trở, Bính Dần nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cho cuộc sống. Chuyện yêu đương hay là thoát ế vẫn nên thuận theo tự nhiên. Sức khỏe, Những vấn đề sức khỏe của Bính Dần 36 tuổi trong năm nay khá đáng lo ngại, dưới ảnh hưởng của sao hung tinh phục thi. Những chú hổ gặp tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn, trong đó chủ yếu là những chuyện ngoài ý muốn và mức độ nghiêm trọng cao. Thầy Gia Cát khuyên Bính Dần trong năm Thái Tuế cần phải đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để phòng tai họa bất ngờ. Chính vì thế, các gia chủ tuổi Bính Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa vào bộ tam hợp quý nhân của gia chủ tuổi Bính Dần. Mang theo vòng bên mình sẽ được quý nhân giúp đỡ, hóa giải thị phi, hóa giải tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường nhân duyên, hòa hợp vợ chồng cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống và công việc. Tử vi từng tháng, tháng 1, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, năm 2022 năm Mạo nhận thấy vận thế trong tháng đầu tiên của năm Bính Dần không tươi sáng mấy. Do ảnh hưởng của năm Thái Tuế nên bạn làm gì cũng khó khăn và thường xuyên gặp rủi ro, cho nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Dần nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng, tinh thần và những cảm xúc u uất. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm Thái Tuế trong năm 2022 để cho vận trình cả năm được hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Tháng 2, đánh giá 2 sao. Con đường sự nghiệp của Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 2 này rất gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi sao xấu Hoàng Phiên, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu. Nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Tháng 3, đánh giá 2 sao. Rất khó để tuổi Dần thể hiện khả năng xã giao của mình qua các mối quan hệ trong tháng này. Bị cản trở bởi sao Phi Đầu, hình ảnh cá nhân của bạn vô cùng sa sút, trang phục và cách ăn mặc hàng ngày trở nên tồi tệ và luộm thuộm. Nếu là người có chức quyền, e là sẽ làm mất thể diện lẫn uy tín của công ty. Bạn không chỉ bị lãnh đạo chỉ trích mà còn bị cấp dưới dòm ngó chê cười. Không mấy ai muốn kết giao với bạn. Bởi vậy, chúng tôi khuyên tuổi Dần nên điều chỉnh lại hình ảnh của bản thân, làm gì cũng nên biểu hiện mặt tốt nhất của mình thì mới có lợi cho quan hệ xã giao và phát triển. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tinh thần của những người tuổi Dần sinh năm 1986 không mấy lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, lại có Thái Tuế tác động cho nên bị áp lực tâm lý rất lớn. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho nhiều cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 Nam Mạng khuyên rằng, nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ mà không muốn chia sẻ cùng với người nhà, thì bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Tuổi 1986 có vận trình tài lộc tình cảm phát triển ở mức trung bình khá trong tháng 5 âm lịch. Đối với người độc thân, vì phạm Thái Tuế cho nên vận trình tình cảm của những Bính Dần độc thân trong tháng này không được khả quan cho lắm. Con đường đến được trái tim người ấy biết mấy gian nan, nhưng bạn không phải là không còn cơ hội. Lúc này, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi của bạn mang lại. Sau đó hãng từ từ xem xét các vấn đề tình cảm. Tháng 6, đánh giá 2 sao. Vào tháng 6 năm 2022, tài lộc của Bính Dần tuột dốc không phanh. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh Kiếm Phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói quen xa hoa của mình. Đặc biệt, trong vận thiên tài, khoản tiền nhờ may mắn mà có sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tháng 6, bạn không nên chủ quan hay là tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022, Nam Mạng, về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi. Tuy không có gì cải thiện lớn, nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Bính Dần 36 tuổi có thể gặp khủng hoảng trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Bởi vậy, bạn cần phải chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể được coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân. Bính Dần cần phải học cách chia sẻ nhiều hơn và cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Tháng 9, đánh giá 2 sao. Mối quan hệ xã hội của nam mạng Bính Dần này dự kiến sẽ khởi sắc vào tháng 9. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn phúc lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, bạn có thể gặp được những người có năng lực sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp hoặc là cuộc sống của bạn. Hơn nữa, vận xã giao cũng thêm phần mở rộng, tuổi Dần nên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để phát triển mối quan hệ và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao. Tháng 10, đánh giá 5 sao. Vận trình tổng thể của những người tuổi Dần sinh năm 1986 khá suôn sẻ trong tháng 10. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh. Vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định, đặc biệt là về mặt sự nghiệp. Vận thế của tuổi này khá hanh thông, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ lãnh đạo. Tháng 11, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022 nam mạng cho thấy vận trình tài lộc của nam mạng tháng 11 năm 2022 cũng khá ổn định. Sự nghiệp thăng tiến, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán kinh doanh tốt, kiếm thêm được không ít lợi nhuận. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Vận sức khỏe của Bính Dần trong tháng này tương đối, không có gì đáng lo lắng. Dù phạm phải thái tuế, nhưng các trở ngại cũng không quá lớn. Tuy nhiên vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều công việc, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình, nên sức khỏe có phần suy yếu. Khuyên tuổi này cần phải chăm sóc tốt hơn cho bản thân và đừng để mình phải kiệt sức vì vất vả, nếu không sẽ dễ làm tổn hại đến sinh bệnh và không hay. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được vận may, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình.